rất quan trọng cho các em, đặc biệt là về sự trao dồi cũng như thể hiện khả năng của từng em một để lọt vào trong danh sách cuối cùng để tham dự. Về thành và Đức thì sau khi đội tuyển quốc gia và trở về với U22 thì đấy cũng là một cái tạo thêm một cái sức mạnh và cũng là một cái động lực cho sự cạnh tranh của tất cả các vận động viên U22 trong năm tới.